Sưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Và hôm nay thì tranh thủ buổi trưa một lát, cơ sở quay cho hai khách hàng đặc biệt về hai bộ bàn ăn mà hai anh đã mua tại cơ sở. Đầu tiên thì đây là bộ ghế của anh Hồng Y, có địa chỉ tại Tây Ninh. Đó, một bộ bánh tây vân rất là đẹp đúng không ạ? Đây là bộ đã được sơn một lớp lót đầu tiên. Bộ tiếp theo là của anh Phụng. Đây là hai bộ bàn cùng một cái tiêu chuẩn, và nếu nói về vân gỗ thì xin khẳng định luôn các cái sản phẩm này cơ sở làm thì đã quá là đẹp rồi. Ở đây thì công tác anh em vừa làm xong á, đó là công tác sơn cái lớp lót đầu tiên, có nghĩa là chưa sơn xong, sẽ còn thêm những cái phần lót rồi phần màu cũng như là bóng nữa thì mới hoàn thiện được quý anh chị nhá. Đó thì theo yêu cầu của anh Hồng Y, cũng rất là tiếc khi mà có những khách hàng không tới xưởng được, không kiểm tra mộc và ký nhận được, thì ở đây cái chính sách là cơ sở là sẽ phục vụ quý anh chị từ mộc luôn, sẽ quay cho quý anh chị chốt. Và ở đây thì cũng tiếc là sản phẩm chưa có video, cho nên video này là cơ sở sẽ làm để cho quý anh chị có thể từ ở nhà có thể xem trước được cái sản phẩm của mình. Nhưng lưu ý sản phẩm này sẽ cần đến 2 ngày nữa mới có thể hoàn thiện. Vâng, đây là bộ ghế của anh Hồng Y, là bộ bánh tây, chất liệu gỗ gõ đỏ và tiêu chuẩn về các cái bàn chân là các bàn chân hai râu, chân hai râu. Với bộ bàn này thì mặt là hình bánh tây, hình bánh tây. Cái hình bánh tây này thì nó sẽ có những cái hay riêng so với hình chữ nhật, đó là gần như là kích thước bằng chữ nhật luôn, nhưng mà nó có một cái gì đó nó mềm mại hơn và nó không quá đơn giản. Đó, và vân veo thì quý anh chị cùng xem, đó, quá là đẹp và chi tiết đúng không ạ? 8 chiếc ghế là 8 chiếc ghế hoa lá tây, vách tựa gỗ gõ Lào. Riêng phần vách tựa gỗ Lào thì quý anh chị nhìn cái màu của nó ấy, là biết ngay rồi. Luôn luôn là cái màu nó có cái độ là nó hơi sậm hơn một chút. Đó, và vân của nó thì đã quá là đẹp, từ mặt cho tới vách tựa cho tới mặt bàn mặt ghế, quá đẹp. Với cái bộ bàn này thì cơ sở xin báo giá luôn. Đây là tiêu chuẩn giá 34 triệu tại xưởng. Một cái tiêu chuẩn mà hiện giờ duy nhất có cơ sở Mộc Nam Huy làm được cái điều này luôn, đó là về vân gỗ và về cái chất cây. Đây là một cái điều mà cơ sở cảm thấy rất là tự hào, cũng như là rất là cảm ơn những quý anh chị khách hàng đã ủng hộ. Tiếp theo là bộ của anh Phụng. Bộ này thì giá cao hơn 1 triệu, cùng một tiêu chuẩn như nhau nhưng mà nó khác ở cái chân, đó là chân sư tử. Chân sư tử thì nó sẽ cao hơn 1 triệu, và bộ này có giá là 35 triệu quý anh chị nhá. Đó, 35 triệu. Và cái phần vân mặt là quý anh chị cùng xem này, nó quá là đẹp và tuyệt vời luôn. Vì một cái tiêu chuẩn mà vân gỗ ấy, thì trong các clip thì cơ sở có nói rồi, đó là về chất cây cao cấp như gõ đỏ, hương đá này, thì để mà lựa được những cái sản phẩm mà nó ở cái tầm đẹp ấy thì nó đã là một điều rất là khó rồi, nhưng mà còn làm được về cái tiêu chuẩn vân thì nó lại còn khó hơn. Đó, và cái giá trị mà chúng ta sưu tầm về cái vân gỗ ấy thì nó lại còn hơn rất là nhiều. Đó, tại vì những cái vân gỗ này nó là những cái đường nét tự nhiên, đó, vân đẹp tự nhiên của gỗ tự nhiên, rất khó kiếm và rất là giá trị để mà sưu tầm quý anh chị nhá. Đó, và hai bộ bàn này thì cũng tức thì anh em vừa mới sơn lót xong, cơ sở đem ra là quay luôn đấy, để gửi đến cho hai khách hàng đã tin tưởng và chọn mua những cái sản phẩm này của cơ sở. Thì đối với những cái bộ bàn ăn thì nó tiếc một cái là như thế này, là cơ sở bán hàng mộc đó, cho nên lúc mà các anh chị quay mộc ấy thì vân thì nó không được nổi, màu sắc thì nó cũng không được đều, thì đôi khi thì khách hàng xem mộc thì nó hơi có cái gì đấy nó hơi 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 khó để hình dung, trừ khi là các anh chị hiểu về gỗ đó. Nhưng mà khi mà đã sơn hoặc là ít nhất là một lớp nước hay là sơn lót thôi, thì quý anh chị sẽ thấy được cái sản phẩm nó ở một cái nó rất là khác đúng không ạ? Nó đẹp hơn rất là nhiều. Đó, vân veo nó nổi hơn rất là nhiều và rất là chi tiết. Đó, đó là một cái điều rất là hay. Cũng là một điều hơi bất lợi một chút cho với cho cái cơ sở bán hàng mộc như là Mộc Nam Huy như này. Vâng, thì nếu như quý anh chị có nhu cầu, có sở thích cho những cái bộ bàn này thì anh chị có thể liên hệ đến xưởng Mộc Nam Huy qua 2 số điện thoại được ghi ở trên màn hình. Anh chị hoàn toàn có thể tới xưởng thăm, kiểm tra và mua hàng mộc trước khi sơn. Đó, và hai bộ bàn này cơ sở xin được kính gửi đến hai khách hàng đã mua tại cơ sở Mộc Nam Huy.
Xin được cảm ơn hai anh khách hàng và cảm ơn toàn thể quý anh chị đã cùng dành thời gian theo dõi và ủng hộ cho xưởng gỗ của Mộc Nam Huy. Các sản phẩm sẽ là những cái minh chứng tốt nhất cho những cái lời cam kết của cơ sở và những cái cách bán hàng của cơ sở, đó là bán từ mộc, nó sẽ thay cho những cái lời khẳng định của cơ sở Mộc Nam Huy qua chất lượng của sản phẩm, qua từng món hàng và từng chi tiết quý anh chị nhé. Vâng, Mộc Nam Huy xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong các video clip kế tiếp.